Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung 10 trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, sau một cái khoảng thời gian mà cháu Lực nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà thì cũng khá là lâu rồi, cũng chưa lên nhà của các em, nhà của em Quân các bác, còn là như nhà của em Sử với lại em Hải với lại em Mạnh thì cháu Lực cũng đã đến rồi. Hôm nay thì cháu Lực cũng sẽ lên nhà em Quân cũng như là thăm thăm em Quân một chút, và đồng thời thì cháu Lực cũng lên và nói với các bác rằng là cái số tiền mà em Quân em ấy nhặt được các bác thì hôm 29 Tết thì cũng đã tìm được người mà để mà trao trả rồi. Hôm đấy thì do là cháu Lực cũng bận một chút công việc ở nhà thì để cho em Quân là em ấy tự trao trả, và có cả bên anh trưởng thôn nữa là gửi trả lại cho cái người mà làm đánh rơi tiền đấy các bác ạ. Đấy, hôm nay thì lên thì cháu Lực vừa rồi thì cháu Lực điện cho em Quân hỏi có ở nhà không, thì em Quân điện thoại cho em Quân là thuê bao rồi. Nhìn từ xa là thấy bé Hiếu là đang một mình là khắc chơi ở đây. Không biết là Hiếu là ra đây làm gì. Mà đằng sau thì điệu một con gấu bông nhỏ nhỏ thôi các bác. Hiếu ra đây làm gì đấy? Hả? Hiếu ra đây làm gì? Nói cho chú xem nào. Không lạnh à? Nào bây giờ Hiếu ơi. Anh Quân đâu rồi? Anh Quân đi đâu rồi? Hả? Anh có vẻ là mấy hôm không gặp bé Hiếu cô bác này, nói chuyện thì không thấy em ấy trả lời mấy. Hình như là chơi với ai ở trên này sao cô bác ạ? Hiếu thì biết nói tiếng Nhung là nhiều hơn. Đấy, trên đầu còn đội cái gì đây? Con gấu này thì cũng được là các bác gửi tên cho. Hiếu à, nó bị Quân đấy. Hả? Nó bị Quân đấy. Thời tiết thì mấy hôm nay cũng ấm áp lên một chút rồi cô bác, cho nên là khi mà em ấy xuống đây mà nghịch nước thì không sợ rằng là lạnh quá. Ở chỗ này thì cũng khá là nóng rồi cô bác, cũng không sâu quá. Ở đây thì chắc là bà là điệu trò hay sao đấy. Thôi bé nó Hiếu ơi, thôi dân nó, dân nào kéo nó. Thôi bé, thôi bé, ấy nó, nó, thôi dân nào kéo hợp nó. Một năm rồi đó. Nào đừng làm nữa đó ạ. Em Quân thì không biết là đi đâu rồi, sao lại để bé Hiếu ở đây chơi một mình. Cháu Lực cũng nhìn thấy là ở đây có một số bạn nhỏ nữa. Mày này ảo kèo không á, ông kèo ba. Mày này ảo kèo không á. Mày này. Ở đây chú lên bánh cho này. Đây. Đi vào trong bảng thì cô bác ạ. Có những lần thì cháu Lực mua được kẹo đi theo, còn có những lần thì không có mua được. Nào bé Hiếu ra đây, tay vào bé, nào, đi tay mà, đi tay, đây. Đợi chú một tí nha. Rồi mỗi người ba con nhá, hai con tí mới đủ được. Rồi ra đây bé Hiếu, ra đây, bé này Hiếu, bé này kẹo, đấy ra đây, chú cho này, đấy, rồi. Đấy, ra đây, chú cho đây. Rồi. Đấy, bạn nhỏ kia ra đây. Bạn nhỏ này biết nói tiếng phổ thông chưa? Hả? À? Thấy là các bạn nhỏ là không biết là bố mẹ đi đâu rồi mà ra đây nghịch nước. Bố mẹ đi đâu rồi? Hả? À? Bố mẹ ở nhà làm gì? Hả? À? Nào, ra đây, bạn trai này, ra đây chú hỏi bố mẹ ở nhà làm gì? Hả? À? Có vẻ như trốn rồi, trốn đằng sau em. Có bóc được kẹo ăn không? Mới thì thò lò ra hết rồi. À, rất là nhanh nhỉ, bóc ra đấy. Rồi còn khá là sợ máy quay. Nào bé Hiếu ra đây, bên này ảo thường Hiếu. Bên này mà, bên này ảo thường mà, bên này. Bên này bánh hả, bên này. Nên tao phải lo bên này à. Ô, ảo hơn mà. Bên này. Đấy, bé Hiếu thì hầu như là lấy kẹo cho là cũng không có dám nhận cô bác. Tại vì là ở đây thì chắc là lên lớp thì các cô giáo dạy là không được nhận kẹo của người lạ ấy. Nhưng mà cháu Lực thì cũng lên đấy khá là nhiều lần rồi. Hiếu ơi, tao phải lo. Đâu.
đi về đi, đi xem là ông với bà gì đã đi đâu rồi, cả em Quân nữa, không thấy ai ở nhà. Nè, vào lò hưu ơi. Đấy, chỉ sợ là ra những cái dòng suối này chơi là gặp những cái chỗ mà chấn nước là sâu ấy. Đây, chú cho đây. Này, đi về đi. Lo, tôi vào lo. Này. Đấy, để đấy đi, đi về đi. Đâu. Đấy, vứt đi, đi về đi. Đi về đi. Đâu, đây. Ai đâu, dép vào đâu? Đi lấy đi, thế đây. Đấy, nói là dép, quên dép ấy. Nào đi, lấy dép đi. Nào vứt đá ra đây, dép để ở đâu? Hả? À. Đâu, dép ở đâu Hiếu? Thế là hai nha. Hai ra. Chết thái hả? Má lô. Má lô à. Trẻ con thì hay ra đóng cắt này chơi là nhiều hơn các bác. Cả bé Hiếu cũng vậy. Ở nhà thì không biết là có ai ở nhà không, thì thấy bé Hiếu ra đây. Dép để đâu hả? Có ai đâu? Có ai đâu? Đi lấy dép bạn. Không biết là dép là để đâu rồi. Cái bé Hiếu thì cũng phải nói là rất là tội các bác ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì mới được là bên xã người ta cấp giấy khai sinh cho ấy, chứ không là không có giấy khai sinh đâu. Cho được nghe đấy từ xa là thấy bà là đang ở trên nhà gọi, chắc là bà ở nhà thôi. Hiếu ơi, có ai ra Hiếu? Hả? Lo, tầm dân lo, tầm dân lo. Rồi, đi, tầm dân lo, lo, đầu hai lo. Đầu hai còn, có ai ra? Vậy, ông, thứ á, kêu à, xin. Xin, con. Chào các ông, các bà. Chào con, các bà. Rồi, anh thì nước là đỏ hết cả mặt rồi. Chắc là trong khoảng gian này vừa rồi cũng lạnh quá. Đi lấy dép ra, dép để đâu? Có hai ạ, có hai ra. Có hai tiết ra. Bây giờ Giang không nhớ là dép là để đâu rồi. Đâu, dép ở đâu? Đi đây đi. Chú để dép ở đâu? Hả? Đói chưa? Hiếu đói chưa? Đói chưa? Tốt giặc bà. Đi tốt giặc bà. Tốt giặc bà. Có vẻ như là chắc là khá là đói rồi cô bác ạ. Trên đầu thì không biết là ai bợp cho. Này có hỏi Hiếu nè. Hả? Này có hỏi ra. Ra. Chỉ gần đầu đúng không bác? Này là bà làm cho nè. Đấy, chân tay thì ướt hết rồi. Đằng sau thì còn điệu thêm là con gấu bông nữa. Bé Hiếu thì phải nói là cô bác ạ, rất là tội. Ở nhà thì bây giờ thì em cũng lớn hơn một chút rồi. Năm nay thì cũng được hơn 3 tuổi rồi, cho nên là cũng tự biết là chơi rồi, nhưng mà chỉ sợ là em ấy đi ra ngoài chơi gặp tai nạn hay là bị kẻ xấu người ta là có thể như là dụ dỗ đi thôi. Trẻ con thì cho bánh để là người có thể là theo rồi đấy. Đi thì còn không biết là để dép vào đâu rồi, chắc có khi là để vấn đề ở nhà thôi. Bà thì nghe thấy là ở bên kia gọi xuống. Cái đằng sau thì còn là điệu thêm là cả gấu bông nữa chứ. Đấy, cho bé Hiếu thì cũng tự biết đi, thành ra là khi mà đi thì không còn phải là bế em nó, chỉ sợ rằng là những cái chỗ mà mình đi chỗ mà nguy hiểm quá, cho nên là mình mới cần phải bế thôi cô bác ạ. Mới mày đưa bà Hiếu. Hả? Lắp bị quân bên đấy. Lắp bị quân bên đấy. Được lắm ạ. Thầy khai. Thầy khai ạ. Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy là em ấy có 3-4 bạn nhỏ ở đây. Chắc là chơi với lại mấy người bên kia, mấy bạn nhỏ đó.
Vậy bây giờ thì đang đến mùa của bà con là chuẩn bị là trồng ruộng, trồng nương, cho nên là khi mà đi xuống thì bắt gặp rất là nhiều những hộ gia đình người ta cũng đang bận rộn để mà trồng đậu. Như cái thửa này thì cho được nhìn là thấy là đã trồng đậu với lại ngô lên rồi đấy. Khám à. Vẫn có phải là vừa đi vừa ăn thì mới chịu cơ. Xong rồi ăn như kiểu là rất là đói rồi. Hết chưa? Hả? Rồi đi về đi. Không biết là Quân với lại ông bà là đi đâu hết rồi mà sao lại để cho bé Hiếu là tự ở xuống đây chơi một mình à? Có thể là bà với lại em Quân là ai ai cũng đi ra ruộng ra đồng rồi, cho nên là không có ai trông luôn, để có bé ở nhà là chơi với lại con của hàng xóm. Ở đây thì cháu Đức cũng nhìn thấy là có một số hộ và một số nhà thì cũng có một số bạn nhỏ, cho nên là chắc là bé Hiếu đã chơi cùng. Ra phía bên kia thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có khá là nhiều các cô bác cũng đang ở bên ngoài ruộng ngoài đồng là tất bật với cái công việc mà làm ruộng làm đồng của nhà mình. Anh Quân thì có ở nhà không? Hả? Anh Quân có ở nhà không? Hay là cũng không biết luôn? Đi về trước đi, không nói chuyện để đi về đi. Bé Hiếu thì có vẻ như khá là ít là nói chuyện của bác ạ. Nhưng mà nếu mà người nào mà cực kỳ quen thì em ấy mới nói nhiều. Nói thì toàn nói tiếng Nùng là nhiều cả. Tiếng phổ thông thì em ấy không thể nói được. Có thể như một hai câu thì là em ấy hiểu. Bây giờ phát lo Hiếu ơi, đi ra kia xem rau một tí, đi xem rau một tí, đi chú với lại Hiếu ra kia xem. Bây giờ máy đó, bây giờ phát lo đấy, rủ đi đâu là vẫn đi đấy đấy cô bác. Anh Tim mà tao lo biết cuốn hoa rồi nè. Anh Tim mà tao lo biết cuốn hoa rồi chưa? Chưa mẹ à? Mà tao lo biết cuốn hoa rồi đấy. Cậu phát mà đắm à? Phát mà đắm. Cậu hả? Bà thôi à? Cho bà chiêm rồi chứ à? Bà mơ hả? Ừ. Bà mơ hồi chứ? Bà cho bà chiêm hồi nó đi. Hả? Bà hôm nọ thì bác... À thế má? Wow, hôm nay răng hay giả ổ? Lắp cái quần về ta đi. Lắp cái quần về ta. Đi bằng nhau rồi à? Ừ. Lắp theo căng à? Căng. Theo căng á? Ừ. Và hỏi rằng là anh Quân đi đâu rồi, là đi đi làm rồi đấy. Đấy, hôm nọ thì bác Chiêm có lấy cái giống rau cho để mà trồng thì cho Đức nhìn thấy là cũng lên khá là tốt rồi cô bác này. Mơ tao là thì chảy bí ổ. Có biết chưa hả? Đừng có cho gà vào trong nhá. Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ ạ. Tí về thì bảo bà là rửa mặt cho xong. Đấy đi về đi. Lo tao bây lo. Đi về đi. Bồ nhỏ lắm à. Bài, đi về đi. Tôi lò. Mới tới lò đấy. Hả? Mới tới lò, có thể tới còn không? Đấy, có thể là độ tầm 1-2 năm nữa thì chắc là bé sẽ
nói tiếng Đức, tiếng phổ thông nhiều hơn các bác. Đấy, chỉ sợ rằng là sau này bà mà tuổi cao sức yếu rồi thì có một mình em Quân với lại bé Hiếu ở lại thì có thể là sẽ bé Hiếu sẽ này phải là tạm dừng cái việc học đấy. Đấy, ở trên này thì có hai cái ngôi mộ cũng khá là mới các bác. Đấy, trên này thì là ngôi mộ của người bố với lại người mẹ của em Quân. Ở đây thì cho phép cháu được xin được phép nhắc lại thêm một chút của bác nhé. Bố của Quân thì ở bên trong mộ là còn xác, còn như người mẹ của Quân ở bên trong mộ thì là chỉ là nguyên cái cọng rơm thôi các bác. Cái cọng rơm này như kiểu là hình nộm người đấy. Đấy, cũng nghe tin là đâu đó là thấy bảo là mẹ là không còn nữa, cho nên là cũng làm một cái ngôi mộ để làm sao mà sau này không có chuyện những cái chuyện mà chuyện gì về cái tâm linh ấy các bác. Cháu được cũng chỉ nghe kể lại thôi chứ cũng không có biết cái chuyện đó rõ cho là lắm. Bò thì cũng đi đâu hết rồi, chắc là có khi là đi chăn bò hay là đi đi làm cái gì đó các bác. Lò hiệu thì thế lò. Ở đây thì có thêm một cái cây cà chua này các bác. Yêu dê há mồ hộp lo. Thì thế lò yêu quần mai chụp há mà không ạ. Vào trong đằng sau ngôi nhà của em Quân các bác thì cháu Lực nhìn thấy là càng ngày càng sạt sạt thêm vào một chút này. Đi lên lên nhà cho bà rửa mặt cho đi. Bà nếu một khả năng thì nã ở phòa. Đi đi lên nhà cho bà bỏ ra đi đi. Đi đi lên nhà. Vậy đây. Ở bên dân ạ. Ở bên dân hơi phò hơi nái thì nạ. Vậy đây. Vậy đây, phật mèo này bên nạ. Ở nhà thì đang nghe thấy bà ở nhà nói chuyện. Không biết là bà đang làm gì. Có thể là tầm giờ này là đang nấu cơm rồi đấy. Không lấy nè, không lấy à? Hả? Đi về nhà đi. Đi vào nhà, đi cho bà rửa mặt đi. Đi cho bà rửa mặt đã. Đây, phần phía bên ngoài thì hôm nọ là cháu Lực cũng nghe là bà kể rằng là bé Hiếu là đêm là đi ra đây này bị ngã xuống đây rồi các bác. Rất là may là không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy. Trước khi là đi vào đến nhà thì bé Hiếu đều là lấy ghế cho Lực ngồi đầu tiên. Ngồi đầu tiên. Phò thì nào hơi thiếu mà phò. Vào trong ngôi nhà thì cháu Lực không cần phải nói nhiều thì các bác cũng đã nhìn nhận được ra là trong khoảng thời gian vừa rồi thì ngôi nhà của em Quân là như thế nào rồi. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có một cái bàn thờ trên này, một cái bàn thờ mà nhỏ nhỏ. Ít nhất là bàn thờ này là sẽ là bàn thờ ai. Nhưng mà thấy trên là có ba cái bánh chưng cộng thêm là một chút là vàng má, lại thêm hai cái đôi đúa nữa. Bàn thờ này mà không cẩn thận là dùng cái hương để đến đây thì cũng có nguy cơ là cháy đến nhà đấy. Đấy, mặt sạch chưa? Hả? Cho chú xem nào. Ôi dồi ôi, cái chổi này cũng khá là lâu rồi đấy nhờ. Nào, đi đây. Rồi, rửa mặt xong thì có vẻ là sạch sẽ khuôn mặt một chút. Chắc là vừa rồi đi xuống thì cắt nhiều quá. Là một cái góc bếp mà rất là nhỏ nhỏ của bác ạ. Quân phải đâu vậy phò Quân à? Quân phải khai riêng à? Quân phải khai riêng à? Ừ, khai riêng. Khai để sáng bánh đi hà bánh má nè.
Đây là hai bán nhỉ? Rồi cháu được hỏi bà thì bà bảo là em Quân thì đi làm thuê của bác, đi được 3 đến 4 hôm rồi. Hôm phục bán này. Thế bây khai riêng hóa cả mấy phò? Thế thì khai riêng luôn. Ấu lê thứ này cũng lê du bên chứ mấy. Ồ, bọn đi bây khai riêng hóa căng căng nhỉ? Ừ, rồi khai riêng đâm xăng này nè. Xăng á? Ừ, đâm xăng đâm hú. Ừ. Ở lại thì nó. Thế là bà vừa bảo cháu được rằng là em Quân là đi em ấy đi làm thuê trồng ngô trồng đậu rồi. Cùng với tao đấy phò cùng à? Cùng với tao mua à, thế nào bị cháu à? Nhưng mà ma nổi tẩy đây ma khi đến khâu ở đây à? Ừ. Thế là ông là đi từ sáng nay để mà đi chăn bò thôi các bác. Vừa rồi thì vào ấy thì cũng thấy là con bò ở nhà. Quân ấy thọ phải đưa cái thiếu ấy để phò. Phò bây giờ nếp phò. Để phò vô quay trời tay chép luôn đẹp ý nó lắm. Ừ. Thế là phò, thế là bà là ở nhà là đi xung quanh nhà để mà lấy những cành củi nhỏ, xong là lấy rau lợn. Thế thì bé Hiếu là đi xuống đây chơi. Xuống đây chơi chắc là gặp bạn. Tớ mi tương phân thì Hiếu được tớ nè nó phò nó. Ừ, để mi tương phân để học bấy hành hay lấy tẩy mi tương phân ý chơi. Ờ. Vậy ở nhà thì bé Hiếu cũng chỉ là ở với bà thôi, cho nên là chắc là gặp bạn, cho nên là bà cũng cho đi. Nhưng mà vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bảo với bà rồi, nếu mà cho bé Hiếu đi như vậy thì sợ rằng là sau này có những cái mực nước nào mà nó sâu quá ấy, thì sợ rằng là bé Hiếu sẽ chép đường đẹp bắn lắm, phải nào hứ sẽ có chuyện gì nó xảy ra không bác. Thế là vừa rồi là bà đã đi nhặt những cái củi này có bác này, cái củi này về để mà tối nay nấu cơm cũng như là dùng để mà đun nước. Ở trên này thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có một ít thịt lợn này. Thịt lợn này chắc là hôm trước là đi mua về để mà ăn trong cái dịp Tết này. Và trong mấy hôm nữa thì lại sẽ trồng đậu tương. Đằng phò đi sắc đắm hùm ấy. Nhưng bố mi vai thứ là ơi. Bố mi vai thứ nó đắm ở đây. Lý bài thứ nào rồi? Để ra bè à? Ra bè lục trai thắng ông thứ nào. Thuông pha không đây đoàn nào. Lớp thắng ông thầy thử nào ít mì vai. Ít mì vai cao hốc. Cái ngã xin mà chờ ngã xin quân ở mấy cây thứ mà chờ này quân hát thật lá. Chờ thử bên, thử cây nó thử bên. Ừ, mấy cây ăn lâu đi với nữ thử. Thử lá tuổi, thử cháo thầm gần hơi ở bảy tờ này. Ý á bà thầy thử đến thờ bảy mẹ văn nga thổ trang bị tê nó ăn tới mẹ bà hậu thử á. Rồi thì cho Lực hỏi bà rằng là ông nọ ruộng ở bên kia thì là được ai cái cho, thì bà bảo là với lại cái bác ở trên nhà này có bác này là Quân là đi làm cho bác ấy đi phụ ấy, thì là bác ấy là giúp để mà cày. Thế còn là bây giờ thì vẫn còn là một chút nữa, cho nên là Quân là đi làm thuê để mà lấy tiền về để mà cày nốt cái chỗ ruộng là cái phần mà còn chưa cày kia một chút. Thì thử cả bố vai cái bằng thử. Con này đầm nào lúc này nó thử vào đây. Lấy lòng phô nó đầm lên đấy cả. Này phô đầm đà la nhưng mà đầm sắc mát ổ. Nhà của em Quân thì là chưa có trồng một chút nào. Hầu như là hàng xóm là trồng hết rồi. Ở đây thì đến lúc mà hàng xóm trồng ấy thì Quân là một phần là cũng phải đi, một phần là vừa đi làm thuê này, một phần thì là do là nhà mình chưa được cày, cho nên là mình phải đi làm thuê trước để làm sao mà khi mà người ta đang thuê đấy mình còn có tiền, chứ bây giờ mà nhà người ta làm thì nhà mình cũng làm, thì thành ra là không có thời gian để mà đi làm thuê nữa. Đến lúc mà nhà mình làm xong ấy thì người ta cũng làm rồi, thành ra là không có ai thuê nữa. Trong cái mùa này thì là mùa bà con mà đang chuẩn bị là trồng ruộng, làm ruộng này, làm ruộng để mà trồng lúa này, xong là làm trồng đậu này, trồng ngô, mọi thứ thì phải nói là còn khá là nhiều công việc để mà Quân đang làm. Quân về tiết tới phòng ngàn một đích nhỉ? Thì cây băng ngày lai. Cây bá? Ừ, cây băng. Quân thì bà bảo là đi khá là xa của bác ạ. Anh chết chứ sao phải à? Một phải cháu ra bị nuông bởi cây. Ừ. Phải cả hôm tôi mang cho mẹ ra phải thôi. Chẳng ăn cái rượu tông ha chứ. Má chẳng lấy chết chứ cho tôi phải miệng.
Thế là xúc quanh giờ. em Quân là 5-6 ngày hôm nay là cứ sáng dậy ra là đi làm, xong là đến tối thì mới lại về. Đấy, đi làm thuê cho người ta không biết là được ngày bao nhiêu tiền, không biết là bà có biết không. Quân béo căng lên là để vẫn cởi pho gần luôn đấy. Bữa ăn đầu ít 15 đô la. Đấy là Quân là khi mà lấy tiền về của bác này thì cũng em cũng nên tự mà để mà dành. Ở nhà ai có ốm đau thì còn dùng cái tiền đấy để mà đi mua thức ăn, dùng cái tiền đấy để mà đi mua thuốc thang về để mà còn lo cho ông với bà. Như ông bà thì có bác không đã nhìn thấy rồi, khi mà cháu được ghi hình lên ấy, một cái dáng người mà cũng rất là nhỏ và nhìn vào cái khuôn mặt thì ai ai cũng đều là hiện trên mình rất là nhiều những cái nếp nhăn rồi. Có thể là bây giờ cháu Lực nói, bà thì bây giờ đang nghe không nghe được cháu Lực nói tiếng phổ thông, nhưng mà cháu Lực cũng hơi nói thẳng một chút là bà với em Quân thì chỉ có thể ở lại với lại bà với lại ông thì có thể ở lại với em Quân với lại bé Hiếu độ tầm là 5 năm đến 10 năm thôi. Ở đây thì cháu Lực cũng mong sao là các em lớn lên rồi thì ông bà ở với lại các em lâu dài hơn để làm sao mà có để làm sao mà cho em Quân với lại bà bé Hiếu lớn lên rồi thì còn có cơ hội mà báo hiếu cho hai ông bà. Hai ông bà thì lo lắng cho em Quân với lại bé Hiếu là từ nhỏ đến lớn rồi. Như cái cuộc như em Quân thì trước khi mà cháu được chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết được rằng là không biết là có cơ duyên nào đấy thì hai anh em lại biết đến nhau. Lực cũng được người khác giới thiệu đến, nói rằng là gia đình của em Quân có hoàn cảnh như này. Ai lên thì đúng là gặp là bố là cũng chuẩn bị là vừa không phải chuẩn bị mà là mất rồi các bác, mất độ được tầm 3 hôm rồi thì cháu Lực mới lên và bắt gặp Quân và chia sẻ những cái thước phim của Quân lên thì cũng được rất là nhiều các bác yêu quý và ủng hộ, gửi gắm cho Quân rất là nhiều những phần quà và đặc biệt nữa là những cái tấm lòng vàng của các bác gửi tới cho em Quân để vào quý để mà làm được cho các em là nhiều thứ hơn. Hôm nay thì không có xuống gặp Quân các bác, thì cũng chỉ là gặp ông với bà với lại bé Hiếu thôi. Sức khỏe thì hỏi ông với bà thì vẫn còn khá là tốt, không có chuyện gì mà xảy ra cả. Ông thì vẫn còn đi chăn được trâu, bà thì vẫn còn đi lấy được củi, bé Hiếu thì vẫn còn đi ra ngoài đông nhông nhông chạy túc tắc tắc được. À, lên thì cũng lực cũng sẽ nói thêm một lần nữa các bác, cái khoản mà em Quân nhặt được ấy thì là cũng đã trao trả cho cái người mà nhặt được tiền rồi. Hôm đấy thì cũng gần Tết quá thành ra là chuẩn bị khá là nhiều đồ, cũng rất là nhiều công việc cho nên là cháu Lực không thể mà ghi hình được, thì cũng được là anh trưởng thôn với lại em Quân và lại ông bà và trao trả cái phần khoản tiền đó để tới tay cho những người mà đánh rơi ấy. Hôm đấy thì cháu Lực cũng chỉ nghe Quân kể lại thôi, nói rằng là khi mà chú mà lên nhận tiền lại của bác này là nói là ngớ ngàng với lại cái cuộc sống và hoàn cảnh của em Quân như thế rồi vẫn còn có một cái tấm lòng mà rất là cao cả là nhặt được của rơi thì trả lại người đánh mất của bác ạ. À, Quân thì nói là một cậu bé cần tiền thì cần thật, nhưng mà em ấy lại không có những cái lòng tham và những cái suy nghĩ nó quá là bừa bãi. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông các bà. Các ông các bà. Các chú các bác. Các chú con bác. Vẫy tay. Đấy. Rồi. trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.